Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là motor giảm tốc Mitsubishi công suất 2,2 kW 3 HP 3 ngựa được lắp với đầu giảm tốc GVM kiểu mặt bích, trục ra là trục thẳng. Sau đây sẽ là tem của motor công suất 2,2 3 HP, tốc độ 4 cực, tần số 50 Hz, điện 3 pha 3.8. Đây là dòng ampe định mức. Tốc độ vòng quay 1420. Tần số bảo vệ kháng nước kháng bụi IP55. Chế độ làm việc liên tục S1, cấp chịu nhiệt di động cấp F. Đây là phần đầu hộp số giảm tốc kiểu mặt bích. Ở đây sẽ là mặt bích nha. Đây là phần trục ra. Thì làm mặt bích này có thể sử dụng để làm máy khuấy, máy trộn, vân vân. Sau đây là hình ảnh bên trong của hộp cực điện. Bên dưới nắp hộp cực cũng sẽ có sơ đồ đầu điện. Thì khi chúng ta vận hành thì chúng ta chỉ cần cấp điện 3 pha 3.8 vào 3 vị trí này để vận hành. Khách cần biết thêm thông tin hoặc cần tư vấn có thể liên hệ với công ty chúng tôi, công ty Minh Motor. Sau đây là hình ảnh kho xưởng